Mưa gió chán thế nhỉ, mưa dầm mưa gì thịt chó chả có mà ăn. Cái áo này lâu ngày không bỏ ra mặt. Mặc từ cái lúc bốn mấy cân, bây giờ lên hơn 50 cân. Trong lại còn mặc ba con cái áo, đóng cúc thế nào được? Cúc cho cái áo cái. Mà thôi bỏ cái này đi. Bảo cúc cho cái áo cái để người ta còn đi ăn cỗ. Bây giờ ai người ta mặc cái đồ này ra ngoài người ta cười cho. Cười cái gì? Quần áo lượt đầy ở trong nhà xong mặc. Mày có biết đây là cái gì không? Đây là một cả một cái báu vật ông cha để lại đấy. Nào, cúc cho cái áo cái. Mà này, ở nhà ấy, mưa gió đẩy ra tháo bỏ cái nước ngô đi, không nó úng nó chết đấy. Mà quần áo ấy, bây giờ là thời bình rồi, không phải thời chiến đâu. Mặc trẻ con ấy nhìn vào sao nó hiểu được. Thế thì phải nhìn chữ lại để còn chuyển cho chúng nó hiểu được cái lịch sử cha ông là nó anh hùng mãnh liệt thế nào không? Này, ông không quản nguy hiểm, kể cả là Mỹ cái đợt đấy nó ném bom như thế mà ông chơi cái áo này, ông vẫn phải quay lại ông nhặt đấy. Thì bây giờ ông mới có cái bằng chứng để còn lấy được cái chế độ đấy, chứ không á, giấy tờ thì lấy đâu ra cái gì mà chứng minh nữa, giấy tờ thì cháy hết rồi. Bây giờ muốn làm cái chế độ lại không phải có bằng chứng thì đây chả là bằng chứng nhỉ. Đấy, quay phong hẳn, phải không? Mà mặt trái rồi. Tao, có phải áo của tao đâu, áo của ông cho ông tặng thì mình chỉnh chữ thì trái phải thì vẫn là cái đồ này của ông. Trái cũng được. Thôi được rồi, đóng xong cút rồi. Hai mặt nó giống nhau thì biết đằng nào đằng trái đằng phải. Áo thời chiến thì lúc ý thì bom thì đánh chậm một tí rồi kể cả mặc phần đợi để mặc phản cái áo thì khéo nó đánh bom cho lại tung hết cả đít đây. Còn trái phải chả thế. Em xem cái thiết kế của ngày xưa xem, không bao giờ có trái không phải. Nè, hai mặt giống nhau, thấy chưa? Biết rồi, phân tích mang. Mà này, hôm nay trời mưa, đi ra mà tháo nước ngô thì cũng úng nó chết hết đấy. Em còn phải đi liên hoan. Mưa gió này thì ngô nghe cái gì? Là đi ăn liên hoan cái gì? Mà suốt ngày liên hoan thế? Thì hôm nay là tổng kết họp các ban ngành. Lại ăn uống? Đi ăn tổng kết các ban ngành mà nhá. Đợt này á, bọn em làm tốt, được các sếp khen đấy. Làm cái gì mà tốt? Suốt ngày thì tập tụ ăn uống để tốt. Này này, nói thế, mấy tháng rồi lập chốt, rồi thì là ngày đêm không quản, mưa gió, rét mướt, đứng là để canh, không thấy ấy. Thế mới khoanh vùng dịch tả cho Huy. Mà trong xã mình bây giờ á, không còn một hộ nào là nhà có trâu bò lợn gà ốm thôi, chứ đừng nói chỉ riêng lợn. Mày không nói thì tao còn chả tức, tốt quá. Cán bộ như bọn em làm công việc hoàn thành nhiệm vụ, cả cái xóm này là không còn con lợn nào ốm là vì mang đi tiêu hủy hết còn gì nữa. Đó. Thì chả thế thì không à, bây giờ mình cán bộ mình phải gương mẫu. Nhà mình có lợn ốm, mình phải khai báo lên trên, vừa là để tiêu hủy để cho thôi không lây lan dịch bệnh. Mày đừng có nói mà tao lại tức lên chờ. Đấy, cứ nói đi. Giờ tao mới nghĩ ra là chỉ vì cái gương mẫu đấy. Lợn nhà mình đấy là gương mẫu đầu tiên đấy. Lợn nó chỉ có bỏ ăn là do đổi cám thôi. Mày cũng đổi cho là lợn ốm để gương mẫu để tiêu hủy đầu tiên. Đấy, bao nhiêu cả đàn lợn đấy bây giờ. Im lại. Bây giờ béo vào cái vụ, mấy cái vụ liên hoan tổng kết của bọn em đấy. Đừng có nói thế, mà người ta nghe thấy người ta tưởng thật. Bây giờ dịch nó tràn lan, nó biết được lợn nhà mình là nó ốm xong thì đổi tiếp hay là bỏ cám. Mà bây giờ cứ bỏ ăn phát là khai báo với các sếp. Thôi đừng có nói nữa. Tao còn giờ còn mất bao nhiêu tiền của vào cái đàn lợn đấy, còn chả thu được đồng nào mà cứ chỉ vì em là cán bộ đấy. Cán bộ gương mẫu đây để mang cả cái đàn lợn của nhà mình ra để gương mẫu để tiêu hủy. Sao lại không được đồng nào? Nhà nước hỗ trợ 30.000 một cân, trong khi đấy là giá thị trường lợn hơi bây giờ có 28. Thì ai hy nói là mình là cái người được hay là nhà nước thiệt nào? 30.000 một cân. Đúng, mà bây giờ giá lợn hơi có 28 thì có phải là mình đi tiêu hủy mà vừa làm đúng. 30.000 một cân. Lúc lợn của tao là 30-40 cân, thì tiêu hủy thì giá 30. Thế bây giờ lợn nó lên giá 60 rồi thì mà lợn bây giờ nó lớn lên hàng tạ rồi, tính ra là bao nhiêu tiền?
đừng có tính là hơn. Bây giờ mình chỉ tính là nhỡ đâu không may mà mình không đi tiêu hủy, nhà nước không hỗ trợ, lợn nó dịch, mình phải mất công đi chôn, phải mình thiệt không? Tôi chịu, tôi chả cãi được đấy. Mấy cái cán bộ như em, anh bây giờ anh chả buồn làm nữa, giờ là anh điên cô. À, sao lại điên cô? Cô ở đâu mà ăn? Chẳng nhẽ đợi ở nhà người ta sẵn dọn cô đâu mà ăn? Muốn ăn cô thì cũng phải đi xem ở nhà nào có cô để mà ăn chứ. Lại kiểu kém miếng khó chịu đấy. Cả tháng vợ ông đi liên hoan buổi mình cũng bỏ nhà đi ăn. Thế là nhà đóng cửa vào đấy à? Chị em đi ăn còn có chỗ mời. Đây đi ăn còn phải làm khách không mời mà đến cơ nha. Còn chưa biết ăn ở đâu đây này. Không, em còn có địa điểm đồ. Thịt đấy, bỏ ra nấu mà ăn cơm ở nhà cho nó ngon. Ăn ở nhà không có vợ con ăn cùng ai mà nuốt được. Ít nhất phải có chén chú chén anh thì ăn miếng nó mới ngon. Cúc xong chưa, nó lại tuột ra đây này. Cúc xong rồi, đã bảo là mặc áo trái thì nó chả thế. Biết cái gì mà trái mới phải. Người ta đã nói như thế rồi. Thôi không phải ăn uống gì cả, ít nữa lại chén nọ mới lại trưởng ban ngành kia thì lại về lại say lại bẽ mặt chà. Người ta có uống như mình đâu mà lo phải say. Lại làm cái gì mà nó đông vui thế. Chào cả nhà nhá. Từ đâu đến đây? À, cháu vừa quá thì mới có thời gian đi thăm hỏi làng xóm xem dạo này đang sửa nhà bác. Nó đang sửa nhà, nó ra đây ngồi uống nước. Nhà cũng định sửa lại à? À không, cháu thấy cứ ầm rẹt rẹt, cháu tưởng là nhà mình có việc gì. Thế là sang hỏi thăm xem làm gì, hóa ra sửa nhà. Đằng này nó nghe mùi thịt nướng nó mò đến ngay. Ông nói thế nữa. Cháu này cháu nếm chưa được. Thái được miếng nào đã ăn đầy mồm rồi là thế nào? Tức là cái chỗ nào là dở là không được thắp hương đúng không ạ? Chả thế gì nữa. Vâng, cháu biết rồi. Cháu xin lỗi vì bởi vì cháu cũng sợ mặn nhạt là các cụ lại của mặn. Chưa Thái đi. Vâng ạ. Nó đút túi đem về á? Không, cháu sợ lẫn vào nhớ cái tí nữa lại thái nhầm ra thắp hương thì không được. Bác. Thôi Thái để Thái đi. Vâng, Thái vâng. Để thắp hương. Vâng, được rồi. Thôi cháu Thái. Làm mấy Thái được miếng mấy mâm nhỉ bác nhỉ? 4 mâm nhá. Vâng vâng. Xem mới làm non gì nào. Công nhận chuẩn quá đúng lúc. Ôi trời, bác ơi, thế thì cái lòng này cháu ăn nếm mất rồi. Tôi đã bảo Thái để thắp hương mà. Mỗi thứ một tí mà. Anh lại nếm rồi. Anh lại ăn rồi. Đây là cái lòng non thì... Lòng nào thì lòng. Thái mỗi thứ một tí, gan một tí, tim một tí, rồi một tí. À, để thắp hương. Mỗi thứ một tí. Cháu tưởng anh chưa Thái được miếng nào anh lại
Thế cháu lại, rồi cháu lại ăn dở mất cái chỗ này. Nếm nếm thử rồi. Đúng rồi, dần tập. Cháu xin lỗi. Thôi chịu ông. Được. Rồi, có nghĩa là mỗi thứ một tí ạ? Chẳng thế thế nào. Vâng. Thôi được rồi, cháu biết rồi. Lại đũa túi. Nhớ gắn lại. Lại lẫn vào kia thì cháu lại thành người có lỗi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, Thái đi. Mấy mâm nhỉ bạn? Băng nhỉ? 4 mâm nhá. Vâng. Nhớ vào. Vâng. Mỗi thứ một tí cháu biết rồi. Đấy, cái nước, cái món chấm này, tí nữa em cho một tí hạt dục, như một tí đấy bạn nhé. Vâng, bác. Bác kén đấy, thì hôm trước anh thấy bố của chú là có kiếm đâu cái món đấy. Ít về cũng phải xin ông, ít về thì cần thịt bạc còn ăn. Ôi, ông giữ đấy. Thế, ông giữ không mình cũng phải đấy. Đấy. Bác xem cháu bày điện có nhanh không? Chờ đừng có bày ra đĩa làm gì cả. Làm sao cứ thế nhá. Vâng, đấy cách ăn của cháu này nó ăn nhanh mà nó ngon lắm. Làm sao cứ thế. Đấy xem bác xuống lấy bát đũa của cháu cái. Đau lưng quá nhá. Mỏi lưng quá. Còn để xem các bác thợ thuyền đâu xem nghỉ rửa giấy chân tay gọi người ta đến đi không có. Người làm không bực mà người trực mâm cơm bác ạ. Bật về thì cứ ăn trước đi. Thôi tí nữa ai làm thế. Không có thì cứ cho cháu chén nước nói để làm tí lòng chốt đã. Còn tí nữa nó nguội mất bất ngon. Uống chút này à? Ờ vậy đấy. Đây chén đây. Vâng. Còn cái đĩa các hương kia thì không phải ấy đâu, không phải cho xuống đâu. Tối hôm qua mình lại gặp nhau tiếp. Rượu mới, ông phải chịu khó ngâm cái món rượu lâu uống nó mới ngon. Ở nhà cháu nhiều rượu ngon lắm. Quảng cáo ghê mà không thấy mang ra. À thì phải mang ra thì lại bảo mình coi như nhà chủ. Dạ. Dạ em mời con bác lên đây. Đấy ông lấy cái rượu ngâm lâu rồi á. Ăn lòng tốt này mà. Bác không ngồi sang bên này, bác lại ngồi bên này. Ngồi bên này mâm nó to hơn. Cháu thích ngồi với các ông có tuổi. Cái mâm này nó to rồi. Vâng, ăn nói còn chững chạc một tí còn ngồi bọn ánh thanh niên. Ăn nói uống rượu vào bốc trà bốc trổ cháu ghét. Ai đưa ra cho mình kìa. Vâng. Cho ăn nước không nhỉ? Nước nói. Ôi lên đi anh em ạ. Anh em ạ. Nào anh em có ăn thì cẩn trương lên thôi cũng không còn phải về đấy. Thiệt hay đâu. Cái cha đâu nhỉ? Đấy, ông ngồi cả nhà. Sao bên kia? Thôi, cháu ngồi. Bên kia ngồi đây, mâm toàn mâm các ông lớn tuổi rồi. Cháu ngồi đây, cháu tiếp chuyện các ông. Chứ còn ngồi cánh thanh niên kia. Mâm thanh niên ngồi. Đây toàn người lớn tuổi ngồi với nhau. Đấy được, ông cứ để. Thanh niên với thanh niên ngồi với nhau. Ông cứ để cháu tự nhiên. Quá nhiều cháu như người nhà thôi mà có phải ấy đâu. Chứ còn ngồi. Đây, bên này các cụ ăn ít uống ít. Ăn ít thì sao với thanh niên ăn nhiều uống nhiều. Ăn ít uống ít thì cháu mới thích chứ còn ăn nhiều uống nhiều thì mình lại trả được bao nhiêu. Đấy, chứng tỏ rằng là khôn. Ngồi với các ông là ăn ít nó khôn lắm, nó khôn lắm. À có ông cháu là cháu muốn ngồi mới được ăn nhiều. Ngồi hầu rượu các ông thôi. Người khôn cho nó quan nó mới nhanh nhá. Còn ông chủ nhà đâu nhỉ, ông có định để cho khách ăn không mà mãi chả đến mình chả lên mâm ngồi gì nhỉ. Đấy cái rượu ngon ngoan thôi mà nghe có vẻ chậm chân thế nhỉ. Thank you.
Thank you.